Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nên là từ sáng sớm thì người dân đã rời Hà Nội, tranh thủ trở về quê hay là đi du lịch. Tuy nhiên thì những trận mưa lớn xối xả kéo dài đã khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc và người dân thì phải hết sức vất vả để di chuyển. Và sau đây là những ghi nhận nhanh của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết mưa rất là xấu. Tình hình giao thông ở trên các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô thì hầu như là đều trong tình trạng ùn tắc. Lượng phương tiện từ đêm qua cho đến tận bây giờ thì vẫn rất là đông. Ở trên đường Vành Đai 3 thì thậm chí là có xảy ra tai nạn liên hoàn, khiến cho việc di chuyển của các phương tiện ở tuyến đường này thì vẫn đang gặp khó khăn. Mặc dù đã có các lực lượng chức năng ở chốt chặn tại các cái điểm ngõ của thủ đô, tuy nhiên là bởi vì cái lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông dẫn tới là việc di chuyển của người dân vẫn còn rất là khó khăn. Dự kiến là tình hình ùn tắc giao thông này sẽ còn diễn ra cho tới chiều nay.